Trung Quốc đã hàn gắn mối bất hòa và chấm dứt cuộc chiến giữa lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Sau khi chính thức nhậm chức Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã xúc tiến hàng loạt các hoạt động không chỉ dừng lại ở vai trò nguyên thủ quốc gia theo hiến định. Theo giới quan sát, một loạt các hoạt động của ông là công việc trên tư cách của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Truyền thông của nhà nước đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, v.v. Mới đây nhất, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, trong cuộc gặp với Tòa án Nhân dân tối cao vào ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch Tô Lâm đã đưa ra chỉ thị rằng phải tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế tiến tới không để xảy ra các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan. Đồng thời ông cũng yêu cầu rằng phải tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì nhân dân. Theo giới quan sát, đây là tín hiệu đáng lạc quan về việc Việt Nam sẽ tiến tới một nhà nước pháp quyền hoàn chỉnh, dẫu rằng trước mắt vẫn còn mang cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề quan trọng là trên cương vị đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Tô Lâm có hành động như tuyên bố hay không? Đồng thời, công luận cũng đặt câu hỏi tại sao cách đây ít lâu, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm không có những phát biểu tương tự mà phải đợi đến lúc này. Với phát biểu của ông Chủ tịch Tô Lâm nêu trên, mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến lạc quan và tin tưởng rằng một số trường hợp tử tù đã kêu oan trong nhiều năm, được công luận trong và ngoài nước quan tâm như Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải và cả Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án sẽ được minh oan. Theo giới quan sát, song song với những hoạt động và phát biểu mang tính hòa giải của Chủ tịch nước Tô Lâm, có những hoạt động và phát biểu của Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 14 tháng 6. Thường trực Ban Bí thư đã đưa ra yêu cầu xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của các công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Đáng chú ý, tân thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc xử lý những cán bộ có liên quan đến các vi phạm trên phải kịp thời, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải dựa trên tinh thần nhân văn, trị bệnh để cứu người. Công luận của giới phân tích đặt ra câu hỏi, phải chăng giữa cá nhân và phe phái trong nội bộ của Đảng đã tỏ ra hòa hoãn? Gần đây ít xảy ra chuyện chém giết nhau không thương tiếc như đã xảy ra trước đây không lâu trong sự nổi loạn của Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến nhận định của giới phân tích khi cho rằng có thể Trung Quốc cũng đã nhúng tay để dàn xếp các phe cánh trong Đảng bắt tay nhau, thống nhất đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao theo chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đổi lại, các phe cánh trong Đảng phải hưu chiến, trở lại đoàn kết với điều kiện không được trả thù lẫn nhau để các bên trong Đảng cùng thắng. Nếu đúng như vậy, thì lãnh đạo Việt Nam và cả phe thắng cuộc hai bên thua cuộc đều phải vô cùng biết ơn ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh, bởi họ đã giúp hòa giải và chấm dứt một cuộc xung đột chưa từng thấy trong lịch sử 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong những tháng vừa qua. Đồng thời, các cuộc tắm máu theo đồn đoán giữa phe Hưng Yên và phe Nghệ Tĩnh sẽ không xảy ra, kể cả các dự báo về sự liên minh giữa phe Thanh Hóa và Thủ tướng Phạm Minh Chính với phe Nghệ Tĩnh, có sự phối hợp của giới tướng lĩnh Bộ Quốc phòng để chống lại Tô Đại tướng cũng sẽ chấm dứt. Và có người cũng mỉa mai nói rằng, với công lao trời biển của Đảng Cộng sản Trung Quốc như việc kể trên, việc Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng, đàn em là Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cuộc vận động sống chiến đấu học tập theo gương Chủ tịch Tập Cận Bình vĩ đại, có lẽ là điều không phải không xảy ra. Đúng là bác Tập nào ở đâu xa, bác Lâm ta đó chính là bác Tập. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Trung Quốc đã hàn gắn mối bất hòa và chấm dứt cuộc chiến của lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Hai lý do vì sao khả năng cao Tô Đại sẽ tha tội cho Trần Cẩm Tú. Sự thành công của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi bất ngờ vươn lên trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người dường như sẽ thay thế cho Tổng Trọng, là điều không phải bàn cãi. Đối với thủ của ông Tô Lâm là Tổng Trọng và phe cánh đang nắm số phiếu áp đảo trong chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kể cả trong Ban Chấp hành Trung ương. Trước đây đã có những đồn đoán cho rằng người ngồi ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an sẽ là người của phe Nghệ Tĩnh, nếu không phải là ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, thì cũng là Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, thế và thời đã thay đổi vào phút số 89 với kết quả đảo lộn 180 độ. Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ vươn lên, trở thành ngôi sao sáng trên chính trường khi thành công đưa đàn em của mình vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung ương. Đây là điều hết sức bất thường khi ông Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, cũng là người đồng hương với ông Tô Lâm, không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí ông còn chưa đủ một nhiệm kỳ Trung ương Đảng để xem xét vào Bộ Chính trị. Vậy mà ông lại trở thành thủ trưởng trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, là những người từng là Ủy viên Bộ Chính trị trong nhiều khóa. Công luận cho rằng nếu đây không phải là kết luận quả của một kế hoạch do ban lãnh đạo Bắc Kinh trực tiếp can thiệp vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ xảy ra những nghịch lý trái với quy định truyền thống lâu đời của Đảng như thế. Dưới quan sát nhận xét, trong kế hoạch đảo chính không tiếng súng hay đảo chính mềm, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tận dụng kho dữ liệu lớn của Bộ Công an, bao gồm các hồ sơ nhúng chàm đầy đủ của nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương. Vụ việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận hối lộ 65 tỷ từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây những 13 năm vẫn bị khui ra là một bằng chứng cho thấy điều đó. Cũng như ông Thưởng, ông Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai cũng bị ông Tô Lâm bất ngờ đánh cho gãy ghế, bởi họ là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Do đó có một quy luật, bất kể kẻ nào dám cản đường của Tân Vương Tô Lâm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt và nhận hậu quả. Theo giới thạo tin, hai nhân vật Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú là những người có tên hàng đầu trong danh sách bị trảm của Đại tướng Tô Lâm. Những điều này có liên quan gì tới thông tin từ báo Nhân dân? Theo đó, chiều ngày 13 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã phải làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 cho đến nay. Dự buổi làm việc này có ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và các ông bà là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo giới thạo tin lâu nay vẫn đánh giá, mối quan hệ giữa ông Trần Cẩm Tú và ông Tô Lâm là khá tốt đẹp. Đó là lý do vì sao có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú từng nhận tới 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, là cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, nhưng ông Tú vẫn bình an vô sự cho đến nay. Hơn thế nữa, ông Tú là một nhân sự quan trọng trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Nếu chiếu theo quy định của điều lệ Đảng thì trong nhiệm kỳ tới chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 còn ở lại, đó là Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú. Vì thế, Trần Cẩm Tú càng cần bị loại bỏ để Tô Lâm cơ cấu nhân sự của mình vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để khép kín quy trình xử lý kỷ luật của Đảng, và khả năng cao ông Vũ Hồng Văn, là em vợ Tô Lâm, sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực này. Theo giới quan sát, có nhiều khả năng khác nhau trong việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Đảng đã tiên hạ thủ Vi Cường làm việc với Ban Kiểm tra Trung ương. Các khả năng có thể xảy ra có đó là: thứ nhất là bảo vệ Trần Cẩm Tú thoát tội một khi Tô Lâm muốn xử lý. Thứ hai là ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã dàn xếp để các phe cánh trong Đảng bắt tay nhau trong việc đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao, với điều kiện không được trả thù các cá nhân và phe cánh vốn là kẻ thù cũ, trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin hai lý do vì sao khả năng cao Tô Lâm sẽ tha tội cho Trần Cẩm Tú. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de